Mặt trời là ngôi sao duy nhất trong Thái Dương hệ và là nguồn năng lượng sưởi ấm cho các hành tinh, trong đó có trái đất. Mỗi khi nhắc đến hệ mặt trời, chắc hẳn nhiều bạn đang nghĩ rằng mặt trời đứng yên, còn trái đất và các hành tinh quay quanh nó. Điều này hiển nhiên là một sự thật, nhưng nó chưa thực sự chính xác hoàn toàn, bởi vì bản chất hệ mặt trời của chúng ta không hề đứng yên. Nó đang di chuyển theo vòng xoáy của dải ngân hà với tốc độ khoảng 220 km/giây, tương đương 792.000 km/giờ. Đây được coi là một vận tốc chóng mặt, nhưng nó thực sự chưa là gì nếu so sánh với các ngôi sao đặc biệt trong thiên hà. Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện ra một ngôi sao đang bị văng ra khỏi thiên hà. Nó đang bay với vận tốc kinh hoàng khoảng 3,2 triệu km/giờ, gấp 4 lần vận tốc của hệ mặt trời đang quay quanh thiên hà và gấp 1.000 lần vận tốc của viên đạn đang bay. Các nhà khoa học cho rằng ngôi sao sẽ sớm bị văng ra khỏi thiên hà Milky Way của chúng ta. Vậy hôm nay, Top Thú Vị mời các bạn cùng đi khám phá bí ẩn về ngôi sao kỳ lạ này. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để luôn đồng hành cùng Top Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Thiên hà Milky Way chứa hệ mặt trời của chúng ta là thiên hà xoắn ốc có thành chắn, với đường kính được ước tính từ 100.000 đến 200.000 năm ánh sáng. Ở thiên hà, người ta ước tính có khoảng từ 100 đến 400 tỷ ngôi sao, và ít nhất cũng có bằng đó số lượng các hành tinh. Nằm ở giữa trung tâm thiên hà, được đánh dấu bởi nguồn phát xạ vô tuyến cực mạnh. Nó được đặt tên là Sagittarius A, nơi được cho là chứa con quái vật siêu hố đen của dải ngân hà. Dường như toàn bộ vật chất của thiên hà đang quay quanh nó. Ở vị trí hệ mặt trời của chúng ta, hệ mặt trời và các ngôi sao đang quay quanh thiên hà với vận tốc khoảng 220 km/giây, tương đương 792.000 km/giờ. Với vận tốc này, chúng cần 240 triệu năm để hoàn thành được một vòng quay quanh thiên hà. Tất nhiên đó là những ngôi sao chuyển động theo quy luật của thiên hà. Nhưng trong cuộc giằng co về chuyển động, chúng lại không đơn giản như vậy, bởi vì có những ngôi sao, chúng chuyển động đi ngược lại những quy luật đó. Mới đây, trong một nghiên cứu được đăng tải và xuất bản trên tạp chí Thư Vật lý Thiên văn ngày 10 tháng 6 năm 2021, các nhà khoa học đã phát hiện ra một ngôi sao có chuyển động vô cùng kỳ lạ. Nó được đặt tên là LP40365. Đây là một ngôi sao khá nhỏ, nó có bán kính chỉ bằng khoảng 20% bán kính mặt trời và nó nằm cách chúng ta khoảng 2.000 năm ánh sáng. Ở khoảng cách này, theo quy luật của dải ngân hà, nó sẽ có chuyển động tương tự hệ mặt trời của chúng ta, tức nó sẽ quay quanh tâm thiên hà với vận tốc khoảng 220 km/giây. Nhưng khi các nhà khoa học sử dụng các kính thiên văn chuyên dụng quan sát nó, họ phát hiện ra ngôi sao đang chuyển động một cách bất thường. Vận tốc của nó đo được vào khoảng xấp xỉ 900 km/giây, tức tương đương 3,2 triệu km/giờ. Với vận tốc này, nó nhanh gấp khoảng 4 lần vận tốc hệ mặt trời đang chuyển động và nhanh gấp 1.000 lần vận tốc bay của viên đạn ở trái đất. Đây được coi là vận tốc kinh hoàng, dường như ngôi sao đang bị văng ra khỏi dải ngân hà. Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học Boston. Ngay sau khi được công bố, nó nhận được sự quan tâm rất lớn của giới khoa học, bởi vì đây là một trong những ngôi sao vô cùng đặc biệt của dải ngân hà. Khi các nhà khoa học sử dụng kính viễn vọng không gian Hubble và vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh chuyển tiếp của NASA để quan sát ngôi sao, họ nhận thấy rằng ngôi sao không chỉ bị văng ra khỏi thiên hà, mà nó còn xoay tròn trên đường bay của nó. Ngôi sao đang quay với chu kỳ khoảng 9 giờ, một chu kỳ tự quay rất nhanh nếu so sánh với chu kỳ của mặt trời là 25 ngày. Nhưng nếu so với vận tốc mà nó đang di chuyển, thì ngôi sao có chu kỳ tự quay khá chậm chạp. Ngoài ra, đây không phải là một ngôi sao thông thường, mà nó là sản phẩm của một vụ nổ siêu tân tinh trong quá khứ, bởi vì ở thời điểm hiện tại, nó là một sao lùn trắng. Siêu tân tinh là một sự kiện thiên văn tức thời xảy ra khi một ngôi sao khổng lồ đi đến cuối vòng đời của mình. Nó sẽ kết thúc vòng đời bằng một vụ nổ huy hoàng siêu tân tinh. Sự kiện bất thình lình này tạo ra một ngôi sao sáng mới trước khi dần phai mờ trong vài tuần đến vài tháng. Hầu hết các siêu tân tinh được khởi phát từ một trong hai cơ chế. Thứ nhất là việc sụp đổ hấp dẫn của một ngôi sao khổng lồ.
Thứ hai là từ một hệ sao nhị phân có một sao luôn trắng. Trong trường hợp của ngôi sao LP40365, nó là một phần còn sót lại của một sao lùn trắng thoái hóa, nghĩa là siêu tân tinh tạo ra nó là một cặp nhị phân, trong đó có một sao lùn trắng thoái hóa, nó đã hút vật chất từ người bạn đồng hành. Khi đến giới hạn nhất định, phản ứng tổng hợp hạt nhân mất kiểm soát xảy ra, tạo thành siêu tân tinh. Các nhà khoa học cho biết thêm, ngôi sao được phát hiện là phiên bản rất hiếm của sao lùn trắng còn sót lại sau vụ nổ siêu tân tinh. Bởi vì mặc dù đã trải qua quá trình siêu tân tinh, nhưng nó vẫn sống sót, điều mà các nhà khoa học chỉ biết đến trong thời gian gần đây. Các nhà khoa học suy đoán, thời điểm trước khi xảy ra siêu tân tinh, hệ sao nhị phân bao gồm một sao lùn trắng và một ngôi sao đồng hành. Thông thường, những hệ sao như vậy rất khó để xác định ngôi sao nào là người cho và ngôi sao nào là người nhận. Nhưng do tốc độ tự quay của ngôi sao được ghi nhận khá chậm, do đó nhiều người tin rằng nó là sản phẩm còn sót lại của ngôi sao phát nổ. Khi hai ngôi sao quay quanh nhau với vận tốc cao ở gần nhau, siêu tân tinh xảy ra sẽ có xu hướng bắn hai ngôi sao ra ngoài với vận tốc chóng mặt. Nếu LP40365 là lõi của ngôi sao phát nổ, chắc chắn người bạn đồng hành của nó cũng đang lang thang đâu đó trong dải ngân hà. Nhưng để tìm kiếm người bạn đồng hành đó không khác gì mò kim đáy bể, bởi vì trong dải ngân hà tồn tại rất nhiều các ngôi sao. Trong số chúng, có không ít các ngôi sao có chuyển động bất thường, nên việc xác định đâu là ngôi sao đã đồng hành trong quá khứ của LP40365 là một điều không tưởng. Tác giả chính của nghiên cứu Hermes, phó giáo sư thiên văn học tại Đại học Boston cho biết, đây là những ngôi sao rất kỳ lạ. Những ngôi sao như LP40365 không chỉ là những ngôi sao nhanh nhất mà các nhà thiên văn biết đến, mà còn là những ngôi sao giàu kim loại nhất từng được phát hiện. Phần lớn các ngôi sao như mặt trời của chúng ta được cấu tạo từ heli và hydro. Nhưng một ngôi sao đã sống sót sau một siêu tân tinh, chúng được cấu tạo chủ yếu từ vật liệu kim loại. Bởi vì những gì chúng ta quan sát thấy, đó là sản phẩm phụ của các phản ứng hạt nhân dữ dội xảy ra khi một ngôi sao tự nổ tung. Do đó, những ngôi sao lạ như LP40365 trở nên đặc biệt hấp dẫn để nghiên cứu. Phát hiện này bổ sung thêm cho chúng ta một lớp kiến thức mới về vai trò của những ngôi sao khi siêu tân tinh xảy ra và điều gì có thể xảy ra sau vụ nổ. Như tác giả của nghiên cứu đã nói, họ chưa từng nghĩ điều này có thể xảy ra trước kia. Bằng cách hiểu những gì đang xảy ra với ngôi sao cụ thể này, chúng ta có thể bắt đầu hiểu những gì đang xảy ra với nhiều ngôi sao tương tự khác xuất phát từ một tình huống tương tự. Vũ trụ vẫn luôn hấp dẫn và thú vị như thế. Rất nhiều lần chúng ta đã chứng kiến những hiện tượng đi ngược lại những quy luật, những hiểu biết trước đó. Thậm chí buộc chúng ta phải nghi ngờ liệu những học thuyết bấy lâu nay chúng ta tin tưởng, chúng có còn chính xác hay không. Và không ít lần, những lý thuyết trước đây phải viết lại, lịch sử nghiên cứu trở lại vạch xuất phát. Nhưng cũng chính vì thế, vũ trụ luôn có sức hút mãnh liệt với những người đam mê và yêu thích thiên văn. Khám phá vũ trụ là lĩnh vực mà chúng ta dù có dành cả đời để nghiên cứu, nhưng cũng chỉ như một chương mở đầu của cuốn sách vũ trụ hàng tỷ năm ánh sáng mà thôi. Hệ mặt trời của chúng ta có 8 hành tinh, trong đó trái đất là hành tinh duy nhất được biết đến có sự sống tồn tại. 7 hành tinh còn lại, cho đến nay chúng ta vẫn chưa phát hiện ra sự sống. Nhưng với những gì mà chúng ta biết về chúng, thật khó để sự sống có thể tồn tại trên 7 hành tinh đó. Với 4 hành tinh khí như Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh hay Hải Vương Tinh, chúng đều không có bề mặt rõ ràng và là những hành tinh băng giá, nên sự sống kiểu trái đất không thể tồn tại trên đó được. Còn với Thủy Tinh và Kim Tinh, một hành tinh lại quá nóng do gần mặt trời, còn hành tinh còn lại quá khắc nghiệt do bầu khí quyển đậm đặc, hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát, nên cũng không phải là một nơi lý tưởng để hy vọng về một sự sống kiểu trái đất. Có chăng chúng ta chỉ hy vọng về sự sống cổ đại đang được tìm kiếm trên hỏa tinh mà thôi. Nhưng điều đó cũng không thực sự dễ dàng, bởi vì hỏa tinh được cho là mất nước từ rất lâu rồi. Bây giờ nó chỉ còn là hoang mạc khô cằn, với một bầu khí quyển mỏng manh, sự sống rất khó tồn tại ở trên đó. Dường như hệ mặt trời của chúng ta chỉ duy nhất có trái đất là được ưu ái,
một nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện lý tưởng cho sự sống phát triển. Nếu chúng ta muốn tìm thấy một hành tinh tương tự trái đất, chúng ta phải nhìn ra xa bên ngoài vũ trụ, bởi vì các hành tinh còn lại trong hệ mặt trời, chúng đều không còn khả năng hỗ trợ sự sống. Tính đến ngày 1 tháng 8 năm 2021, các nhà khoa học đã phát hiện và xác nhận 4.801 ngoại hành tinh. Nhưng phần lớn, chúng là những hành tinh khí khổng lồ. Một số ít trong chúng cũng là hành tinh đất đá kiểu trái đất. Nhưng khi phân tích kỹ lưỡng về quỹ đạo và khả năng hỗ trợ sự sống, chỉ một số ít ỏi trong số chúng là có điều kiện lý tưởng mà thôi. Và mới đây, trong công cuộc tìm kiếm các ngoại hành tinh, các nhà khoa học đã phát hiện ra một hệ sao chứa 5 hành tinh. Điều đặc biệt là 3 trong số chúng được cho là hội tụ đủ điều kiện khiến nước có thể tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt. Đó là các hành tinh quay quanh ngôi sao chủ L9859, nằm cách trái đất khoảng 35 năm ánh sáng. Công trình nghiên cứu đã được công bố và xuất bản trên tạp chí Thiên văn học và Vật lý ngày 3 tháng 8 năm 2021 vừa qua. Hệ thống L9859 được phát hiện bằng phương pháp quá cảnh bởi kính viễn vọng không gian TESS của NASA. Đây được mệnh danh là thợ săn các ngoại hành tinh trên bầu trời. Trong đó, 4 hành tinh trong cùng được đặt tên lần lượt là L9859B, C, D và E. Ngoài ra, còn một hành tinh thứ 5 ở ngoài cùng, nó chưa được xác nhận chính thức và được đặt tên tạm là L9859F. Sau khi phân tích các hành tinh, các nhà thiên văn học cho rằng 3 trong số chúng có thể chứa nước ở dạng nào đó. 2 hành tinh ở gần sao chủ nhiều khả năng là hành tinh đất đá kiểu trái đất. Chúng có quỹ đạo lần lượt nằm ở khoảng cách 0,022 và 0,03 đơn vị thiên văn AU, tức chỉ tương đương 3,3 và 4,5 triệu km mà thôi. Đây là một khoảng cách rất gần sao chủ. Chính bởi vậy, hai hành tinh trong cùng được cho là chứa một lượng nước rất nhỏ và chúng bị các bức xạ sao chủ bắn phá, khiến chúng bị thổi bay bầu khí quyển nếu có và chỉ còn trơ lại đất đá khô cằn mà thôi. Trái ngược với hai hành tinh trong cùng, hành tinh thứ 3 L9859D khác biệt hoàn toàn. Nó có quỹ đạo cách sao chủ khoảng 0,0486 AU, tương đương 7,3 triệu km. Ở khoảng cách này, hành tinh mất khoảng 7,5 ngày trái đất để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo. Điều này có nghĩa, một năm trên hành tinh thứ 3 chỉ tương đương 7,5 ngày trên trái đất. Nhưng khi phân tích về mật độ vật chất, các nhà khoa học tin rằng hành tinh thứ 3 chứa khoảng 30% là nước. Với bán kính được xác định gấp khoảng 1,52 lần bán kính trái đất, do đó lượng nước của hành tinh này sở hữu gấp nhiều lần lượng nước đang có trên trái đất. Nhiều nhà khoa học tin rằng hành tinh thứ 3 có thể tồn tại những đại dương siêu lớn bao phủ trên bề mặt, giống như một số mặt trăng chứa nước trong hệ mặt trời. Cũng có nhà khoa học cho rằng không ngoại trừ khả năng hành tinh thứ 3 là một hải vương tinh thu nhỏ. Trong tương lai, họ cần có những quan sát kỹ hơn trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Đi xa hơn phía ngoài sao chủ, ở khoảng cách khoảng 0,0717 AU, tức 10,7 triệu km, chúng ta sẽ thấy một hành tinh thứ tư, đó là L9859E. Sau khi phân tích dữ liệu, các nhà khoa học cho rằng đây là một siêu trái đất. Nó có khối lượng ít nhất gấp khoảng 3 lần trái đất. Nhưng họ không đo được kích thước thực tế và thành phần chính xác của hành tinh này. Họ chỉ biết rằng nó quay quanh sao chủ trong khoảng thời gian 12,8 ngày, tức một năm trên hành tinh thứ tư chỉ tương đương 12,8 ngày trên trái đất. Các nhà khoa học cho rằng trên hành tinh thứ tư cũng có thể tồn tại rất nhiều nước, nhưng nó sẽ cần phải được quan sát kỹ hơn trước khi khẳng định điều đó. Còn hành tinh thứ 5 phía ngoài cùng là hành tinh chưa được xác nhận. Các nhà khoa học mới chỉ tìm thấy tầm ảnh hưởng hấp dẫn của hành tinh này gây ra. Căn cứ vào ảnh hưởng hấp dẫn đó, họ dự đoán rằng hành tinh thứ 5 L9859F nằm cách sao chủ khoảng 0,103 AU, tương đương 15,4 triệu km. Ở khoảng cách này, hành tinh mất khoảng 23,15 ngày trái đất để hoàn thành được một chu kỳ quỹ đạo. Còn về kích thước và khối lượng của hành tinh vẫn chưa được xác định rõ ràng. Nhưng điều đặc biệt, nếu hành tinh thứ 5 tồn tại, quỹ đạo của nó nằm trong vùng có thể ở của ngôi sao. Nếu có một bầu khí quyển phù hợp, nước sẽ tồn tại ở dạng lỏng trên bề mặt.
và đây chắc chắn là hành tinh đáng chú ý nhất trong hệ sao L9859. Tuy rằng nằm ở khoảng cách chỉ tương đương 10% khoảng cách từ trái đất đến mặt trời, nhưng hành tinh thứ 5 lại có quỹ đạo quanh khu vực có thể ở của ngôi sao. Bởi vì ngôi sao chủ của nó quay quanh một sao lùn đỏ, nó có bán kính chỉ tương đương 30% bán kính mặt trời. Do đó, bức xạ mà nó phát ra yếu hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều. Độ sáng của nó chưa bằng 2% độ sáng của mặt trời. Chính bởi vậy, tuy rằng hành tinh thứ 5 có quỹ đạo khá gần ngôi sao, nhưng nó lại nằm trong vùng có thể ở của ngôi sao. Đây là đồ họa so sánh giữa hệ mặt trời và hệ sao L9859. Biểu đồ này không phải so sánh về khoảng cách của các hành tinh, mà nó so sánh về nhiệt độ của sao chủ tác động lên. Như chúng ta thấy, đối với hệ mặt trời, ở khu vực thủy tinh chịu nhiệt độ nóng nhất khoảng 450 độ Kelvin, tức 177 độ C. Trong khi đó, trái đất chịu nhiệt độ khoảng 300 độ Kelvin, tức 26,8 độ C. Đây là một nhiệt độ ôn hòa cho sự sống trên trái đất phát triển. Ở phía bên trên bức hình là hệ hành tinh L9859. Trong đó, hai hành tinh trong cùng rất nóng, nó còn nóng hơn cả thủy tinh của hệ mặt trời. Nhưng đặc biệt, hành tinh thứ 5, nó được cho là nhận nhiệt lượng từ sao chủ, tương đương với trái đất nhận nhiệt lượng của mặt trời. Điều này hứa hẹn, đây sẽ là một hành tinh có điều kiện lý tưởng cho sự sống phát triển. Hy vọng rằng trong tương lai, các nhà khoa học sẽ có thêm những quan sát và phân tích ở khu vực này để khẳng định sự tồn tại của hành tinh thứ 5, cũng như cho chúng ta thêm hiểu biết về hệ sao có 5 hành tinh cách chúng ta 35 năm ánh sáng này. Hình ảnh mà các bạn đang thấy chính là tàu đổ bộ mặt trăng Luna Eagle, tức Đại Bàng, viết tắt là LM5. Đây là một phần quan trọng trong sứ mệnh Apollo 11. Nó được phóng đi cùng mô đun chỉ huy Columbia vào ngày 16 tháng 7 năm 1969. Khối lượng khí phóng là 7.327 kg. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1969, hai phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin của NASA đã làm nên lịch sử khi hạ cánh thành công tàu Luna Eagle lên bề mặt mặt trăng. Sau hơn 21 giờ khám phá bề mặt của mặt trăng, họ trở lại khoang phóng của trạm đổ bộ Luna Eagle, khai hỏa và rời khỏi bề mặt mặt trăng, trở lại quỹ đạo. Ngay sau đó, họ gặp Michael Collins trong mô đun chỉ huy, đưa họ trở lại trái đất. Trước khi phi hành đoàn lên đường trở về, khoang phóng Luna Eagle bị tách ra khỏi tàu Apollo 11 và bị bỏ lại trong không gian. Các kỹ sư của NASA cho rằng, một lúc nào đó, nó sẽ quay trở lại bề mặt của mặt trăng và kết thúc sứ mệnh bằng cách lao xuống bề mặt mặt trăng và nằm lại ở đó vĩnh viễn. Tuy nhiên, có thể Luna Eagle đã không chọn cách kết thúc như vậy. James Meador, nhà nghiên cứu độc lập tại Viện Công nghệ California, ông đã tìm ra bằng chứng cho thấy Luna Eagle đã không đâm vào mặt trăng và có thể nó vẫn đang di chuyển xung quanh mặt trăng. Ông bắt đầu cuộc điều tra của mình bằng cách xem xét liệu có thể tìm thấy Luna Eagle hay không. Ông cho biết, NASA đã phóng hai tàu vũ trụ Gaia và Gaia-B lên quỹ đạo mặt trăng năm 2012 theo dự án Gaia, nhằm lập bản đồ trường hấp dẫn của mặt trăng. Điều này có nghĩa là, nếu Luna Eagle đã đâm xuống mặt trăng, ông có thể theo dõi quá trình khoang phóng đâm xuống mặt trăng bằng cách sử dụng công cụ phân tích tàu tổng quát của NASA. Công cụ này có khả năng lập bản đồ quỹ đạo của tàu vũ trụ bay quanh các hành tinh hoặc mặt trăng khi đã xác định được trường hấp dẫn. Sau khi lấy dữ liệu từ Gaia, ông cho chạy mô phỏng nhiều lần với các tham số khác nhau nhằm mô phỏng những tình huống có thể diễn ra từ lúc khoang phóng tách khỏi tàu Apollo 11 đến nay. Ông cũng tính đến lực hấp dẫn từ mặt trời và các hành tinh khác ngoại trừ thủy tinh, đồng thời đưa vào dữ liệu về tác động của bức xạ mặt trời. Kết quả là, tất cả mô phỏng đều cho thấy khoang phóng vẫn duy trì quỹ đạo ổn định trên quỹ đạo. Điều này có nghĩa, ở thời điểm hiện tại, có thể khoang tàu vũ trụ vẫn bay xung quanh mặt trăng. Đây quả thực là một phát hiện thú vị, bởi nếu con tàu vẫn còn trên quỹ đạo của mặt trăng, bằng những công nghệ mà NASA đang có, họ hoàn toàn có thể tìm ra nó và đưa nó trở lại trái đất an toàn. Nếu có thể biến điều này thành sự thật,
nó sẽ trở thành một trong những vật có giá trị lịch sử to lớn và được đặt ở một vị trí trang trọng nhất trong viện bảo tàng. Những người kỹ sư đã ngày đêm làm việc để chế tạo ra nó, giờ có lẽ cũng đã đến tuổi xế chiều và không biết họ còn cống hiến cho NASA hay không. Nhưng nếu có thể gặp lại đứa con tinh thần từng bị bỏ lại bên ngoài không gian cách đây 50 năm, chắc hẳn họ sẽ rất xúc động. Không những vậy, nếu tìm ra nó, đây sẽ là minh chứng xác thực nhất nhằm đánh bại những thuyết âm mưu cho rằng người Mỹ dàn dựng lên việc đặt chân lên mặt trăng. Mirror thừa nhận rằng vẫn có các yếu tố khác có thể dẫn đến sự sụp đổ của con tàu, chẳng hạn như nhiên liệu còn lại của nó có thể phát nổ khi con tàu xuống cấp, làm thay đổi quỹ đạo, hoặc cũng có thể nó sẽ va chạm với các thiên thạch hay rác không gian và tan rã thành nhiều mảnh vụn nhỏ hơn. Nhưng tốt thú vị hy vọng rằng những điều ấy sẽ không xảy ra để các nhà khoa học có cơ hội tìm lại nó. Luna Eagle không phải là vật bị bỏ rơi đầu tiên được xác định vẫn còn tồn tại trên quỹ đạo. Vào cuối năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Vật thể gần trái đất của NASA phát hiện một vật thể có tên là 2020SO bí ẩn bay sượt qua trái đất ở khoảng cách cực gần. Nó chỉ cách trái đất khoảng 50.863 km, tương đương khoảng 13% quãng đường từ trái đất đến mặt trăng. Sự việc diễn ra vào lúc 15 giờ 50 phút ngày 1 tháng 12 năm 2020. Ban đầu, các nhà quan sát cho rằng nhiều khả năng đây là một tiểu hành tinh. Nhưng với tốc độ tương đối thấp và mặt phẳng quỹ đạo của vật thể đã chỉ ra rằng nó không có nguồn gốc tự nhiên. Khi đó, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Vật thể bay gần trái đất của NASA cho biết họ đã sử dụng mô hình máy tính chạy ngược quỹ đạo của vật thể nhằm tìm hiểu đường bay trong quá khứ của nó. Kết quả cho thấy, vật thể đã bay tương đối gần trái đất vài lần trong những thập kỷ qua. Một trong những mô phỏng đường bay của 2020SO cho thấy nó đã đến rất gần trái đất và mặt trăng vào cuối tháng 9 năm 1966. Ông suy đoán đây có thể là tầng đẩy tên lửa Sentos đến từ nhiệm vụ mặt trăng Voyager 2 của NASA. Nó đã bị phóng hỏng vào ngày 20 tháng 9 năm 1966. Sau khi có những quan sát và phân tích, cuối cùng các nhà quan sát kết luận 2020SO chính là tầng đẩy tên lửa Sentos đã bị bỏ lại cách đây 54 năm. Sau khi bị hút bởi lực hấp dẫn của trái đất, nó đã tiến vào quỹ đạo quanh mặt trời kể từ tháng 3 năm 2021 vừa qua. Luna Eagle hay Sentos đều trải qua những thăng trầm giống nhau. Chúng đều được khai sinh từ bàn tay và khối óc của con người, được đưa vào không gian, thực hiện các sứ mệnh khác nhau. Và cuối cùng, chúng bị bỏ lại trong không gian. Không biết số phận cuối cùng của chúng sẽ đi về đâu, nhưng chúng vẫn đang lang thang đâu đó bên trong hệ mặt trời, thậm chí tìm đường về nhà giống như cách mà Sentos đã làm. Tuy nhiên, đó thực sự là một bài toán cần lời giải đối với những người làm khoa học. Việc biến những sáng tạo của chính mình thành rác trong không gian là điều không nên và không được phép. Tôi sẽ không nhắc lại những con số về rác vũ trụ nữa. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng chúng ta đang bị bao vây bởi rác vũ trụ. Và nếu không thay đổi trong cách làm khoa học, một ngày nào đó, chúng ta sẽ không thể phóng bất kỳ một nhiệm vụ nào ra ngoài không gian nữa. Và khi đó, trái đất sẽ là nhà tù bởi chính những song sát từ rác vũ trụ mà chúng ta tạo ra. Thật may là trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã bắt đầu sử dụng tên lửa tái sử dụng, tức tầng đẩy tên lửa sẽ được hồi quyền và tái sử dụng sau khi hết nhiệm vụ phóng. Nó sẽ là giải pháp hữu hiệu trong tương lai, giúp các nhà khoa học vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm thiểu vấn nạn rác vũ trụ. Hy vọng rằng trong tương lai, các tổ chức tham gia trong lĩnh vực khám phá không gian, họ đều sẽ có trách nhiệm về rác vũ trụ do chính mình tạo ra, nhằm bảo đảm một không gian sạch sẽ và an toàn. Còn với khoang tàu vũ trụ bị bỏ rơi từ nhiệm vụ Apollo 11, hy vọng rằng nó sẽ được tìm thấy trong thời gian tới để NASA có thể đưa nó trở về nhà. Hành trình để con người hiểu về hỏa tinh đã khó, nhưng để vượt không gian hạ cánh xuống hành tinh đỏ lại càng khó hơn. Ngay cả với NASA, đội ngũ số 1 của thế giới, đơn vị đi đầu trong việc khám phá hỏa tinh, cũng phải thừa nhận rằng rất nhiều điều về hỏa tinh mà họ chưa thể ngờ tới. Đơn cử như trong nhiệm vụ thu thập mẫu vật đầu tiên của robot Kiên Trì vào ngày 6 tháng 8 vừa qua,
Mặc dù mọi tiến trình đã diễn ra đúng quy trình, nhưng cuối cùng, ống đựng mẫu vật vẫn trống rỗng. Các thí nghiệm mô phỏng trong môi trường hỏa tinh ở trái đất, robot đã lấy mẫu thuần thục. Nếu những tính toán là đúng, thì khi tiến hành với hành tinh đỏ, tại sao nó lại thất bại ngay lần thu thập mẫu vật đầu tiên? Rõ ràng là họ đã khảo sát rất kỹ địa điểm lấy mẫu trước khi tiến hành, nhưng sứ mệnh cuối cùng vẫn thất bại. Nguyên nhân chính nằm ở rủi ro mà NASA chưa thể lường trước. NASA cho biết, đá mềm bất thường trên hỏa tinh là nguyên nhân gây ra sự cố lấy mẫu, khiến Perseverance không thu thập được mẫu vật. Sự thất bại này có thể được sửa sai bằng một địa điểm mới, nơi đất đá cứng hơn. Nhưng nó một lần nữa nhắc nhở chúng ta về bản chất của sự khám phá không gian. Không có gì đảm bảo tuyệt đối, cho dù bạn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng sự đảm bảo là cần thiết nếu đối tượng tiến hành là con người. Để chuẩn bị đưa các phi hành gia lên hỏa tinh, sớm nhất là vào năm 2037. Mới đây, NASA đã phát đi thông báo, họ sẽ tuyển 4 người có trả lương để sống 1 năm trong môi trường giả lập trên hỏa tinh. Đây là một môi trường mô phỏng in 3D giống những gì đang xảy ra trên hành tinh đỏ. Nó được đặt tên là dự án Mars Dune Alpha. Ngay sau khi thông báo được phát đi, rất nhiều người bày tỏ sự thích thú với ý tưởng này và họ mong muốn được sống thử trong môi trường của hỏa tinh. Còn bạn thì sao? Bạn có muốn trở thành một trong 4 người đặc biệt đó hay không? Hãy tiếp tục cùng Tốt Thú Vị đi tìm hiểu nhé! Mars Dune Alpha là một dự án mô phỏng hỏa tinh ngay trên trái đất. Nó được xây dựng theo công nghệ in 3D, rộng 158m² tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA. Chương trình bao gồm 3 mô phỏng, với mỗi mô phỏng sẽ đón 4 thành viên phi hành đoàn trải qua 365 ngày. Trong thời gian đó, những người tham gia hoàn toàn bị cô lập trong môi trường giả lập. Điều này có nghĩa bạn sẽ không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, bao gồm gia đình và cũng không được sử dụng Internet. Vì thế, NASA gọi những người tham gia là những người có động lực cao. 4 người đầu tiên sẽ được sống thử trong môi trường 3D vào mùa thu năm sau, tức năm 2022. Các nhóm tiếp theo sẽ được trải nghiệm vào năm 2024 và năm 2025. NASA cho biết, môi trường sống sẽ mô phỏng những thách thức của một sứ mệnh trên hỏa tinh, bao gồm việc hạn chế về tài nguyên, lỗi thiết bị, độ trễ liên lạc và các yếu tố gây căng thẳng môi trường khác. Các nhiệm vụ của phi hành đoàn có thể bao gồm đi bộ ngoài không gian mô phỏng, nghiên cứu khoa học, sử dụng thực tế ảo điều khiển robot và trao đổi thông tin liên lạc, hạn chế liên lạc với gia đình. Ngoài ra, nguồn thức ăn và tài nguyên có hạn, họ sẽ phải trải qua các tình huống hỏng hóc thiết bị, v.v. Kết quả của nghiên cứu sẽ cung cấp dữ liệu khoa học quan trọng để xác nhận các hệ thống và phát triển các giải pháp hướng tới việc đưa con người lên hành tinh đỏ trong tương lai. NASA hiện đang tìm kiếm những người can đảm, có động lực cao để tham gia chương trình. Những người được chọn sẽ có một vai trò lịch sử trong việc chuẩn bị cho nhân loại bước nhảy vọt trong không gian. Quá trình ứng tuyển bắt đầu từ cuối tuần trước và sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 9 tới đây. Những người muốn tham gia phải vượt qua những yêu cầu khắt khe, như phải có độ tuổi trong khoảng từ 30 đến 55, có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực STEM và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan, không say tàu xe và không gặp các vấn đề về ăn uống. Đặc biệt, NASA chỉ chấp nhận công dân Mỹ mà thôi. Điều này có nghĩa, nếu bạn muốn tham gia chương trình, bạn cần phải nhập tịch Mỹ trước ngày 17 tháng 9 tới đây. Ngoài việc phải vượt qua các điều kiện đó, những người tham gia cần phải được tiêm đủ vaccine COVID-19. Kế hoạch này cho thấy NASA đang tìm kiếm người gần với tiêu chuẩn của phi hành gia. Điều này cũng dễ hiểu vì thí nghiệm sẽ cho kết quả tốt hơn nếu tình nguyện viên giống với những người sắp bay tới hỏa tinh. Nhưng tất nhiên rằng họ sẽ không phải là những người tiên phong đến hỏa tinh. Sứ mệnh đó chắc chắn sẽ được trao cho những phi hành gia được đào tạo bài bản. Những người tham gia trải nghiệm chỉ để giúp NASA đánh giá những tác động của hỏa tinh lên con người mà thôi. Mô phỏng 3D được thiết kế có 4 phòng ngủ riêng ở một đầu và đầu kia là khu vực dành cho không gian làm việc, trạm y tế, khu vực trồng thực phẩm. Một không gian sinh hoạt chung sẽ được xây dựng ở trung tâm. Môi trường sống sẽ bao gồm sự kết hợp của đồ nội thất cố định và có thể di chuyển. Ánh sáng có thể tùy chỉnh, điều khiển âm thanh ôn hòa.
Tất cả đều nhằm bảo đảm một môi trường sống phù hợp với các hoạt động thường ngày và nhịp sinh học của con người, giúp duy trì sức khỏe cho phi hành đoàn trong suốt quá trình. Để xây dựng mô hình, NASA đã trao quyền thi công dự án cho công ty Icon ở Austin, Texas. Đây là một công ty khởi nghiệp và họ đã thực hiện một số dự án thành công trên trái đất. Trong tương lai, Icon mong muốn đưa công nghệ xây dựng in 3D lên một đỉnh cao mới bằng việc xây dựng các công trình bên ngoài không gian. Theo các nhà khoa học, dự án này là môi trường mô phỏng giống thực tế nhất mà con người sẽ xây dựng. Công nghệ in 3D trong xây dựng đã có từ lâu và những năm gần đây nó trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới, là công nghệ tương lai của ngành xây dựng trên trái đất và là công cụ không thể thiếu trong công cuộc đổ bộ lên mặt trăng và hỏa tinh. Với việc xây dựng mô phỏng 3D và đưa con người bước vào môi trường sống tương tự hành tinh đỏ, NASA đang cho thấy ý chí, sự quyết tâm đưa con người chinh phục hỏa tinh trong tương lai. Dự án này nhằm cung cấp những hiểu biết và thông tin có giá trị để đánh giá hệ thống thực phẩm trong không gian của NASA, cũng như sức khỏe, thể chất, hành vi và kết quả hoạt động cho các sứ mệnh không gian trong tương lai. NASA cũng sẽ sử dụng nghiên cứu từ mô phỏng này để thông báo rủi ro và giao dịch tài nguyên nhằm hỗ trợ sức khỏe và hiệu suất của phi hành đoàn cho các sứ mệnh sắp tới khi các phi hành gia sẽ sống và làm việc trên hành tinh đỏ trong một thời gian dài. Chris Dallas, nhà khoa học chính cho nỗ lực nghiên cứu công nghệ thực phẩm tiên tiến của NASA tại Trung tâm Không gian Johnson cho biết trong một tuyên bố, đây là một cơ hội hiếm có và duy nhất. Dẫu biết rằng còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về hỏa tinh, vì thế càng chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng bao nhiêu, cơ hội thành công sẽ càng lớn bấy nhiêu. Hoặc chí ít, nếu gặp rủi ro, chúng ta cũng có những phương án dự phòng để đảm bảo không có một thiệt hại nào đáng kể khi chinh phục miền đất hứa được mang tên hành tinh đỏ. Nói về thủy tinh, điều chúng ta nghĩ đến đầu tiên đó là một hành tinh gần mặt trời nhất, bởi vậy nó bị bức xạ mặt trời thiêu đốt. Tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta muốn đặt chân lên hành tinh này, bởi vì ban ngày nhiệt độ của nó có thể lên tới 450 độ C, nhưng về ban đêm nhiệt độ lại hạ xuống âm 170 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ lên tới 600 độ C giữa ban ngày và ban đêm, do đó đây là hành tinh có sự chênh lệch nhiệt độ lớn nhất trong hệ mặt trời. Không chỉ có sự chênh lệch nhiệt độ lớn nhất, thủy tinh cũng là hành tinh nhỏ nhất của hệ mặt trời. Nó chỉ lớn hơn một chút so với mặt trăng của chúng ta. Bán kính trung bình của thủy tinh là 2.439 km. Nếu so với trái đất, nó chỉ tương đương 38,3% bán kính trái đất mà thôi. Tất nhiên là khi gần mặt trời, bầu khí quyển của thủy tinh dường như đã bị thổi bay trong quá khứ, nên bề mặt của hành tinh này chịu rất nhiều những tác động bên ngoài không gian. Chúng có thể là các mảnh vỡ, các thiên thạch hay các tiểu hành tinh. Người ta tìm thấy trên bề mặt của thủy tinh có một hố va chạm rất lớn. Nó được đặt tên là lưu vực Caloris. Lưu vực này có đường kính vào khoảng 1.550 km. Đây được cho là tác động của một tiểu hành tinh có kích thước khoảng 100 km. Nó đã lao vào bề mặt của thủy tinh cách đây khoảng 4 tỷ năm. Nhiều người tin rằng có thể do tác động của vụ va chạm này khiến thủy tinh có những chuyển động quay kỳ lạ. Vào năm 2012, tàu vũ trụ Messenger của NASA đã phát hiện ra băng nước ở cực bắc của hành tinh. Khu vực này được cho là nằm trong bóng tối vĩnh viễn. Các nhà khoa học cũng dự đoán rằng phía cực nam của thủy tinh cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nước đóng băng ở hai cực được dự đoán, chúng có thể là hơi nước thoát ra từ hành tinh hoặc chúng đến từ các thiên thạch đã va chạm với thủy tinh. Mặc dù thủy tinh rất nhỏ, nhưng trong quá khứ và hiện tại, hành tinh vẫn đang bị co hẹp lại theo thời gian. Các nhà khoa học cho rằng, hành tinh nhỏ bé này được tạo thành từ một mảng lục địa duy nhất. Chúng nằm trên một lõi sắt đang nguội dần. Khi lõi sắt đông đặc lại theo thời gian, khiến thể tích của thủy tinh co lại. Quá trình này đã làm nứt gãy bề mặt, tạo thành các rãnh, các vách đá và các thung lũng được hình thành trên bề mặt. Khi tàu vũ trụ Mariner 10 quan sát thủy tinh, nó đã phát hiện ra hành tinh cũng sở hữu một từ trường, mặc dù nó rất yếu. Nếu so sánh với từ trường của trái đất,
thì từ trường trên thủy tinh chỉ bằng khoảng 1% so với sức mạnh từ trường của trái đất. Chính từ trường này, khi chúng gặp các hạt điện tích từ mặt trời, nó tạo ra những cơn lốc xoáy từ trường mạnh, dẫn luồng plasma nóng chảy xuống hành tinh. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, từ trường của hành tinh ở bán cầu Bắc mạnh hơn khoảng 3 lần từ trường ở bán cầu Nam. Điều này cho thấy, có thể lõi sắt của thủy tinh đang dịch chuyển từ thể lỏng sang thể rắn ở ranh giới ngoài của lõi chứ không phải ở bên trong. Về quỹ đạo của thủy tinh, đây là hành tinh có quỹ đạo lệch tâm nhất trong các hành tinh của hệ mặt trời. Nó nằm cách mặt trời trong khoảng cách từ 46 triệu đến 70 triệu km. Ở khoảng cách này, thủy tinh mất 47,97 ngày trái đất để hoàn thành được một chu kỳ quỹ đạo. Đây cũng là quỹ đạo nhanh nhất trong số 8 hành tinh của hệ mặt trời. Mặt khác, chu kỳ tự quay của hành tinh là 58,64 ngày trái đất. Điều này có nghĩa, một năm trên thủy tinh chỉ tương đương 1,5 ngày của thủy tinh mà thôi. Đây được cho là quỹ đạo cộng hưởng 3-2, tức hành tinh tự quay được 3 vòng, thì nó hoàn thành được 2 vòng quanh quỹ đạo. Do quỹ đạo của thủy tinh nghiêng 7 độ so với mặt phẳng quỹ đạo của trái đất, chính bởi vậy thì thoảng từ trái đất, chúng ta lại nhìn thấy thủy tinh quá cảnh qua mặt trời. Sự kiện này thường xảy ra vào tháng 5 hoặc tháng 7, chúng xuất hiện 7 năm một lần. Khi sự kiện đó xảy ra, nó là thời điểm tốt nhất để các nhà khoa học trái đất quan sát và phân tích bầu khí quyển của hành tinh. Vào năm 2016, thủy tinh có lần quá cảnh hiếm hoi qua mặt trời. Khi đó, các nhà khoa học đã tranh thủ thời khắc vàng để quan sát và phân tích bầu khí quyển của hành tinh. Sau khi quan sát, các nhà khoa học nhận thấy thủy tinh dường như không có bầu khí quyển đáng kể. Thay vào đó, hành tinh sở hữu một ngoại quyển mỏng manh. Chúng được tạo thành từ các nguyên tử. Dưới bức xạ mặt trời tác động, chúng đã thoát ra ngoài không gian. Ngoại quyển của thủy tinh được cho là không ổn định. Các nguyên tử luôn bị mất đi và được bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau. Tất nhiên, với những gì mà thủy tinh đang có, chắc chắn đây không phải là một hành tinh lý tưởng để chúng ta hy vọng vào sự sống, bởi vì nó quá khắc nghiệt khi gần mặt trời. Nhưng không vì thế mà các nhà khoa học bỏ qua hành tinh này. Từ lâu họ đã gửi các tàu thăm dò đến khám phá thủy tinh. Và bây giờ, xin mời các bạn cùng điểm qua những sứ mệnh của các tàu thăm dò đó. Thứ nhất là tàu thăm dò Mariner 10. Đây là tàu vũ trụ được NASA phóng đi vào ngày 3 tháng 11 năm 1973. Nó có lịch trình bay qua Kim Tinh và Thủy Tinh. Con tàu đã sử dụng lực hấp dẫn của Kim Tinh để điều chỉnh tốc độ bay đến Thủy Tinh. Đây cũng là con tàu đầu tiên của nhân loại mượn lực hấp dẫn của một hành tinh để tăng tốc. Khi tiếp cận Thủy Tinh, Mariner 10 đã chụp được những bức hình cận cảnh về bề mặt của hành tinh. Ngoài ra, nó đã lập được 45% bản đồ bề mặt, cung cấp các dữ liệu về từ trường của hành tinh. Đến ngày 24 tháng 3 năm 1975, chỉ 8 ngày sau lần áp sát cuối cùng đến Thủy Tinh, Mariner 10 đã hết nhiên liệu. Các nhà khoa học của NASA không thể duy trì quỹ đạo của nó. Cuối cùng, họ buộc phải cho Mariner 10 ngừng hoạt động. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ con tàu đang lang thang đâu đó trong quỹ đạo quanh mặt trời. Hy vọng rằng một ngày nào đó, các nhà khoa học trái đất sẽ tìm thấy Mariner 10. Sau thành công của Mariner 10, NASA tiếp tục gửi tàu thăm dò Messenger đến Thủy Tinh. Nó được phóng đi vào ngày 3 tháng 8 năm 2004. Con tàu cũng mượn lực hấp dẫn của trái đất và Kim Tinh để bay đến thiết lập quỹ đạo quanh Thủy Tinh. Nhiệm vụ của Messenger là làm sáng tỏ 6 vấn đề chính, đó là mật độ vật chất của Thủy Tinh, lịch sử địa lý bề mặt, bản chất của từ trường, cấu trúc lõi hành tinh, tìm kiếm băng ở các cực và bầu khí quyển của hành tinh được tạo ra từ đâu. Để đạt được mục đích này, tàu thăm dò mang theo các thiết bị hình ảnh, thu thập các hình ảnh có độ phân giải cao hơn nhiều so với Mariner 10. Ngoài ra, con tàu được trang bị quang phổ kế, từ kế và các thiết bị đo vận tốc của các hạt mang điện nhằm phân tích từ trường và bầu khí quyển của thủy tinh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đến ngày 30 tháng 4 năm 2015, con tàu đã nhận lệnh kết thúc nhiệm vụ bằng cách lao vào bề mặt của thủy tinh. Theo NASA, vụ va chạm đã để lại một miệng hố rộng khoảng 16 mét trên bề mặt. Sau nhiệm vụ Messenger, đến ngày 20 tháng 10 năm 2018, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA và Cơ quan Vũ trụ Nhật Bản JAXA
đã kết hợp phóng đi tàu vũ trụ Bepi Colombo. Về bản chất, đây là hai con tàu riêng biệt. Nó được gọi là MPO và MMO. Nhiệm vụ của sứ mệnh là sẽ nghiên cứu toàn diện về thủy tinh, bao gồm xác định đặc điểm của từ trường, từ quyển, bề mặt và cấu trúc bên trong của thủy tinh. Dự kiến chúng sẽ tiếp cận quỹ đạo của thủy tinh vào tháng 12 năm 2025. Chúng ta hãy cùng chờ xem sứ mệnh Bepi Colombo sẽ được thực hiện như thế nào trong thời gian tới nhé! Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn trên thủy tinh, hành tinh nhỏ và có quỹ đạo nhanh nhất hệ mặt trời. Chúc các bạn xem video vui vẻ! Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!